Giả sư ăn thịt chó cần xử lý hình sự Nguyễn Minh Phúc. Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao và bức xúc trước đoạn video một người đàn ông có tên là Nguyễn Minh Phúc trong hình ảnh giả là tu sĩ ăn thịt chó. Trong video Nguyễn Minh Phúc còn có những phát biểu với nội dung như sau: "Hôm nay chúng ta ăn thịt chó và chó cực kỳ ngon. Chó thì có bảy món thịt chó và hôm nay thịt chó cực kỳ ngon và bổ. Xưa đến nay ai cũng nói thầy chùa ăn thịt chó thì hôm nay chúng ta sẽ quay một clip thầy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon. Ngon ơi là ngon luôn, quá ngon." Phật giáo vốn từ bi hỷ xả nên trong suốt chiều dài từ bi của mình tạo ra truyền thống ai nói gì cũng được. Nhiều năm nay tà đạo và những kẻ chống phá Phật giáo lợi dụng sự từ bi ấy để công khai phỉ báng đạo Phật và tăng đoàn. Tuy người gây nhân xấu phải thọ báo nghiệp quả, nhưng đất nước nào cũng có luật pháp, cũng không thể để cho ác đạo tùy tiện kiêu ngạo ngoài đời. Có thể thấy chế tài của pháp luật chính là quả trừng trị nhân xấu hiện hữu trong đời, vì tất cả các hành vi công dân đều chịu chế tài của pháp luật. Là Phật tử, trước hành vi này của Nguyễn Minh Phúc, chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự điều tra phúc theo quy định của pháp luật